như là Phật và con thưa thầy và thưa đại chúng, thì thầy cho phép con được hỏi là thầy nghĩ gì về tình yêu sét đánh? Con thì đã từng vô tình gặp một người mà tự nhiên là sinh cái ý niệm là có tình cảm và muốn gắn mối lâu dài với người đó, tuy là chỉ mới gặp lần đầu thôi. Thì thầy cho con hỏi là thầy nghĩ gì về việc này, và cái việc này nó có phạm vào giới thứ ba? Sát đánh nó có bị phạm giới không? Không? Chào một cái năm của tay cho là mọi người hát cái này nhé. Quên rồi. Có bài hát gì? Tâm sự đời tôi. Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người. Nhưng chưa hiểu rằng cuộc đời bạc trắng như vôi. Tình yêu thứ nhất đã phụ tôi, người yêu thứ nhất đã bỏ tôi. Sao cơ? À, biết nhiêu thôi. Đời đã phạt trắng như vôi là bởi vì khi vừa lớn lên tôi đã vội, nhấn mạnh cái chữ động từ vội, yêu một người. Vì chưa hiểu đời, vì chưa hiểu đời nên đời nó phạt tánh như môi, chứ không phải là bởi vì đời nó phạt tánh như môi cho nên ta không có hiểu đời. Vì cái này thì nó xảy ra cái kia, nhân quả nó đang quay. Bởi vì khi mình vừa lớn lên, tức là mới 12 tuổi, thì mình nhìn cái thân của người nữ người nam ăn giống nhau hết, tự động cái đi lên 14-15 tuổi, cái hormone sinh lý nó trở lên tuổi dậy thì, cái mình nhìn một cái cục nhu nhu nào lên đó, thân xác của một ai đó, cái mình cảm thấy cả một trời khác biệt. Hả? Phải vậy không? Và khi mà có cảm giác cả một trời khác biệt đó, mình thấy đối tượng đó là lập tức tiến xét ai tình. Cái tình gì? Ai tình của thân xác, cảm xúc của cái hormone trong con người mình đã muốn chạy thoát ra. Các nhà khoa học Hà Lan á, họ phát hiện nghiên cứu là có thực sự là có những cái yếu tố lãng mạn trữ tình ở trong cái mối nương duyên đầu tiên khi gặp gỡ bằng ánh mắt mới nhìn, gọi là tiếng sáng ái tình hay không. Đi đến kết luận là trên 369 người họ nghiên cứu, đó chỉ là ảo tưởng trên cái sức thu hút cảm xúc của thân xác mà thôi. Thật là thất vọng cho những ai có cái lãng mạn trong cái mối tình sắc đó, hoàn toàn không có. Tức là mình không có thực sự có một cái gì gọi là đẹp thật ở trong cái mối tình sắc đó đâu. Nó là một cái thu hút cảm xúc của thân xác ấn tượng mạnh qua cái giới tính nha. Cái gì mà nó cháy rần rần như là tử tre thì sao? Nó nhằn tắt. Đó là lý do vì sao mà những mối tình thay nhau giống như thầy áo, là mối nào cũng sẽ đánh thành trận. Bây giờ đời ông cho ra mối đánh thành mối tình xét đánh, tức là mày mối tình trời đánh. À, nó nghĩa là một cái cây xoài mà nó mới lớn lên, mình lứa một, lứa hai, lứa ba là mình cắt cái bông mình bỏ đi để cái rễ của nó bám cho vững, để có thân cho nó nắng mưa vui buồn cho nó, ôi bữa cho nó vững, để còn bộ lá cành, cái sức sống của nó cho nó vững, nó bảo đáp cuộc đời này, thì nó mới sinh ra lứa đầu tiên, thì lứa con nó ổn. Còn mà không mới cái lứa đầu tiên, chỉ là cái cảm xúc của cái thân xác này nó có cái bộ trưởng thành mà cho nó đẻ cái lứa đầu tiên, thì dĩ nhiên cái năng lượng chưa đủ, thì cái sự vững vàng của người mẹ chưa đủ cho ra lứa con làm sao đủ. Cho nên cái lứa đầu tiên xoài mà cho nó trái, cái lứa sau sao không có trái nhiều. À, không phải tự nhiên người xưa họ ngắt ba lứa đầu những cái cây, cầm cái cây đâu. Giống như vậy, khi một người phụ nữ mà lớn lên, cái người mà đẻ sinh ra mình là ân đức biết chừng nào, một ngày mình suy nghĩ đến họ bao nhiêu lần, mình đã không đã hiếu cho họ bao nhiêu lần chưa,
mà mới lớn lên cái mình có cái cảm xúc này, mình chạm lên cái mình sinh ra cái lạc thú, cái bắt đầu mình phát hiện ra cái bắt đầu có một người làm cho cái cảm giác là thú rất là hưng, cái người làm cái bắt đầu đi tìm thức ăn và mình quên đi cái người tạo ra cái sự sống, và đó là một sự vô ơn. Cái người mà vô ơn thì làm gì có tạo ra công đức, mà không có công đức mang cái tính chất nhân quả thôi á thì bị phản bội, bị đau khổ là chuyện bình thường. Yêu một thằng bờm bờm, yêu ba bốn thằng bờm bờm mà thì còn dễ hiểu, nhưng ba bốn lần yêu một thằng bờm bờm thì đúng là mình bờm luôn, tức là nó mê muội trong đầu của mình á, nó thỏa mãn cái thân xác, cái cảm xúc này quá lớn, cho nên mình quên đi cái lý trí. Cho nên một người nữ mới lớn mà còn hay một người nam mới lớn mà tiến sát ái tình chẳng qua là cái cảm xúc của anh nó bộc phá lên trước cái thân và cái tâm. Vấn đề còn lại là anh phải đợi thân tâm này vững cả hai để làm khối thống nhất. À, tức là anh phải vững vàng hiểu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước cái dục của cái thân này. Anh phải hiểu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước cái dục của cảm xúc này. Anh phải hiểu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước cái dục của cái tâm này. Anh phải đủ cái hiểu biết cả về mặt lý thuyết và thực tế. Anh phải đủ cái nắng mưa, cái vui buồn cuộc sống, anh phải đủ hiểu một mức độ nào đó cuộc đời. Bởi vì vậy mới có 18, 17 tuổi mới yêu nhau thì là một rất là dễ, nhưng mà lên 30 tuổi bắt đầu yêu nhau là giống như hai cái thép đụng vô nhau ché lửa đi, cái tôi nó khá là lớn. Nhưng mà khi chấp nhận được cái tôi, khi hài hòa nhau là đi rất là vững. Nó còn cái tuổi 17, 18 là một rất là nhanh, nhưng mà tan vỡ và sợ vội đến vội đi, vội chia tay, vội vui vụ mừng, vội cười khóc. Cho nên thầy cũng nói như người trẻ là thầy cũng nói như thầy luôn. Tình yêu chính xác ái tình thực ra là không có thật. Nếu như mà để cái xoài là đẻ lứa đầu tiên thì đừng trách sau này vì sao nó đổ vỡ. Cho nên muốn cho cái đứa xoài của mình nó được vững vàng, người thân của mình cũng như cái gia đình của mình nó được vững vàng, những đứa sau lúc nào nó vững vàng đứa đó thì mình phải chăm sóc cho điều đặn cả thân, cả cảm họ và cả tâm này, để đến một bước nào đó một tự tin rồi mình hãy cho ra đứa đầu tiên đó, tức là hãy bắt đầu yêu. Mà cái yêu mà sớm mà chưa hiểu được yêu là gì, nếu mà chưa hiểu mà chữ yêu thực sự là gì á, là chữ yêu nó sẽ dạy mình hai chữ: chữ đau và chữ đau. Tất cả những cái bài hát chị hát về cái đau và cái đau vì hai lý do: một là thất tình, hai là nghèo khổ. Vì sao thất tình? Vì nghèo khổ. Đau là bởi vì ta cố nắm tay của người thương mà không nắm được. Đắng là bởi vì ta nắm tay họ mà họ không muốn nắm, họ lại muốn buông. Khi mà mình chưa có vững vàng cái cảm xúc thì khi mình biết yêu lập tức mình dính mắc vào cái cảm họ cực kỳ mạnh. Khi mình dính mắc vào cảm họ cực kỳ mạnh là người mình cực kỳ ích kỷ và ràng buộc họ. Khi ràng buộc họ, họ cảm thấy mệt mỏi, ngọt thở và họ cảm thấy trục trặc và họ muốn quay về. Khi yêu là chưa vững cả thân của tâm này là mình đi ngược lại quy trình của tình yêu, biểu hiện như là một kết quả. Khi một người không hiểu yêu là gì, họ muốn kết quả, họ không có gieo nhân. Yêu thực sự nó giống như nuôi một con chim ở trong rừng. Ở đâu? Ở trong cái bầu trời này. Yêu thực tình nó giống như nuôi một chim trong bầu trời. Cái gì? Cái cánh của đôi chim nó chỉ có bầu trời kia mới thỏa thích được cho nó tung bay. Nếu mà mình kỹ là tức mình nhốt nó trong một cái lồng thì sao? Thì nó, mình nghĩ đó là yêu, bởi vì mình có quyền làm như vậy, mình nhốt nhau. Nhưng mà mình không hiểu, yêu nó chỉ là một kết quả sau khi mà họ tung cánh mỗi mình bay đi, mình là cái nơi để cho họ quay về, là nương tựa, họ cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Thì mình làm cái nơi cho họ về chứ không phải là để bó buộc mình giữ và ép họ, thì họ cảm kích thì nó yêu mình vô cùng, họ sẽ hạnh phúc và cho đi những gì quý nhất mà họ có. Thì
một trong những cái nguyên nhân đầu tiên để xây dựng tình yêu đó là tự do. Mình phải gieo cái nhân rồi kết quả tự nhiên nó trổ. Chưa có kết quả là bởi vì mình chưa gieo cái nhân. Như vậy quan trọng gieo nhân chứ không phải là đợi quả. Một trong những cái nhân quan trọng đó là tự do. Mà mình không có tự do cho nhau là tình yêu này đang nghe đến bờ kịp thật. Yes. Sớm một gì chúng ta cho nên hiểu chứ đau và bị đắm là bởi vì mình không có dành cho nhau tự do ngay từ lúc đầu tiên. Ích kỷ với cảm xúc của mình quá tuyệt cho nên mình sợ hãi nó mất đi. Khi mình ăn một món gì mà nó dưng thì sao? Mình vô cùng sợ hãi. Khi mình ăn ngủ mãi, khi mình chạy, mình tức tối vô cùng. Giống như vậy, cảm xúc mới lớn này ngọt ngào lắm. Nhưng mà không phải đâu nha, phải vững cả ba phương diện thân, thọ, tâm này cho nó được chín mùi hòa hợp như thế này. Bằng không, chính xác kia, nó đánh quay vòng lại, đánh chính mình và đã đánh một người mình thôi. Ok, mình đâu có chết, họ không dỗ dành, kẻ khác mới giả vờ đến cái mắt thôi. Họ đã chăm sóc rồi, thấy kiểu đó, sẽ trong lòng là chua chát. Có khi nào đó mà đi đường đã thấy nhớ mình thấy vui, khi nào ngồi nhắm tên thì đó, có khi nào bật điện thoại lên mà tìm cái tên của một ai, chứ khi ngồi cũng không mà tự động hình ảnh của họ nó quay về quá chừng, và một cái những hình ảnh đó là họ nắm tay của người khác rồi động tim nó. Đó, mấy cái kiểu yêu đó là yêu quái, yêu ma, yêu mà hại thân tâm này tan nát. Những thứ nào diễn ra tâm này là ấn định, mình quyết định. Mà nếu mình quyết định thì mình muốn nó tốt hay xấu, muốn nó tốt. Vậy mà mỗi con cũng ngồi xuống kia, trời của nó đâu. Như vậy là sao? Mình hại chính mình. Khi mình hại mình thì chúng nó đừng thòng thật cứ cũng còn nhiều phần. Phật không có cứ quay Phật chỉ giúp mình đi từ đó. À, ok nhà anh.